on top. Phần thi hình thể chúng tôi sẽ kiểm tra gắt gao hơn. Các bạn phải thể hiện rằng các bạn có một vóc dáng đẹp, các bạn có một tỷ lệ chuẩn, các bạn có một chiều cao tương đối để có thể trở thành người mẫu chuyên nghiệp, thì các bạn mới được đồng hành với những cái vòng thi kế tiếp. Tuy rằng các bạn người mẫu nam thì có thể hình rất là tốt, rất là đẹp, nhưng mà các bạn nữ thì cũng không hề thua kém gì cả, nên là tôi chắc chắn rằng các bạn người mẫu nữ sẽ luôn nổi trội hơn các bạn nam ở bất kỳ vòng thi nào. Các bạn nữ có những cơ thể rất là gợi cảm, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất là tự tin và sẽ quyết tâm cho cuộc thi sắp tới. Đúng rồi, đã sẵn sàng. Tôi đến với chương trình Người Mẫu Việt Nam vì ở trường thì thầy cô, ở nhà thì bạn bè, bố mẹ đều khuyến khích tôi đi thi. Hy vọng là tôi sẽ được vào ngôi nhà chung. Hai cái tay như này thì là ý nghĩa như thế nào? Đây là sự đối lập ạ. Rồi sao nữa? Em sợ ai nhất? Tôi hay là người phụ nữ mặc váy ngồi bên kia? Em sẽ làm theo lời tôi hay là theo lời của cô ấy? Em nghe lời anh Adam. Từ giờ trở đi nhớ, nếu nghe lời Adam là phải hứa là nghe luôn nha. Đừng nghe lời tôi nha, tôi dạy tôi khó lắm á. Em có dám làm tất cả những gì Adam nói không? Dạ có, tôi rất tự tin về chiều cao của mình. Và tôi cũng là một thí sinh rất là tiềm năng để trở thành quán quân của mùa giải năm nay. Tôi có một lời khuyên quý giá đến các bạn thí sinh khi đến tham gia chương trình, đó là hãy đến đây với phong thái tự tin nhất. Như vậy là các bạn đã có một nửa cơ hội rồi. Sự tự tin chính là điều tuyệt vời nhất mà mỗi người trong chúng ta cần có. Thế nên các bạn hãy gây ấn tượng với tôi bằng chính sự tự tin của mình. Hiện ở đầu cầu, ngay lập tức tôi đã nhìn và tôi đã không thể rời con mắt ra được khỏi cái khuôn mặt của em rồi. Từng bước chân của em đi từ dưới kia lên đến chiếc vạch, em hoàn hảo so với tất cả những thí sinh hiện tại. Nhưng khi em bắt đầu tạo dáng thì tất cả mọi thứ nó bay theo cái dáng của em. Đây là lần đầu tiên mình trình diễn đồ bơi nên là cũng không được tự tin cho lắm. Tuy nhiên thì mình cũng sẽ cố gắng hết sức để có thể đạt được điểm tối đa trong mắt của bốn vị giám khảo. I don't want to be rude because I just don't. But I do need to let you know. Tôi không muốn bất lịch sự với bạn, nhưng kiểu áo tắm của bạn là loại áo tắm có từ những năm 1982 đến năm 1991. That particular bathing suit has been worn by my nana. Thời mà bà ngoại và mẹ tôi mặc nó để đi biển. Việc mà em không có rõ về trong thành phố để bán đồ bơi ở đâu cho nó phù hợp. Em tìm cũng khá như là nhiều. Có cái mẫu thì em khá ưng ý về màu sắc, nhưng mà em sợ nó sexy quá thì em không có đủ tự tin lắm để mặc, vì hồi giờ em không có mặc đồ sexy. Tuy rằng tôi không thích bộ áo tắm của em, nhưng tôi vẫn cho em cơ hội vào vòng sau nhé. Cảm ơn ban giám khảo. Hiện tại tôi đang rất xúc động vì những góp ý rất như thẳng thắn, rất tốt cho tôi trong cái công việc để trở thành người mẫu. Chúng tôi chọn những người mẫu có hình thể đẹp, chứ không phải chọn những người mẫu chọn đồ bikini đẹp. Các bạn phải phân biệt điều đó. Một bộ trang phục đơn giản sẽ giúp cho các bạn tôn lên được cái vẻ đẹp hình thể của mình. Nên đó là một cái kinh nghiệm rất là rõ để các bạn chọn.